mẹ vợ vét sạch két nhà con rể, rồi dựng hiện trường giả. Lợi dụng việc đến trong nhà, giúp vợ chồng con gái, Nga đã lấy trộm nhiều tài sản giá trị. Rồi dựng hiện trường giả. Ngày 2 tháng 10, Tòa án Nhân dân, thành phố Cần Thơ xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Trần Thị Thu Nga. 50 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, 7 năm tù về tội, trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, ngày 13 tháng 2, Nga đến trong nhà, cho hai vợ chồng con gái, về quê ăn Tết ở Cà Mau. Do Nga thường đến nhà vợ chồng con gái, Nguyễn Thị Lệ Huyền và Trần Quang Thái, con rể, để trông coi nhà giúp, nên biết được nơi con rể cất giữ tài sản, và nảy sinh ý định trộm tài sản. Nga nói dối mình quên mật khẩu, để kêu thợ đến phá két sắt, lấy trộm 40 triệu đồng, 300 USD, một đồng hồ hiệu, một hoa tai, hai nhẫn. Tổng tài sản có giá trị khoảng 500 triệu đồng. Sau đó, Nga dựng hiện trường giả, như nhà bị trộm đột nhập. Số tiền trộm được Nga đem đi mua đồ Tết và đổi tiền đô la sang tiền Việt. Trên đường về thì Nga bị tai nạn và được người dân đưa về nhà, nhưng số tiền trên người đã bị mất. Nga điện thoại thông báo cho con gái là không đến trong nhà giúp được. Đến ngày 17 tháng 2, vợ chồng Thái về thì phát hiện nhà bị xáo trộn, tài sản bị mất nên trình báo công an. Tại tòa, Nga đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Anh Thái cũng cho rằng không biết mẹ vợ là thủ phạm nên báo công an, nay xin tòa giảm nhẹ cho mẹ vợ. Nữ giúp việc biến mất, cùng đồng hồ Rolex, hơn 200 triệu đồng. Ký hợp đồng và vào giúp việc, được hơn một ngày. Người giúp việc bỗng dưng biến mất, cùng nhiều tài sản giá trị, của gia chủ. Anh Phương Mạnh Linh, 42 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, cho biết, ngày 29 tháng 9, gia đình có ký hợp giúp việc, với chị Bùi Thị Hát, 29 tuổi, quê tại xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, thông qua văn phòng, cung ứng người giúp việc. Đến tối ngày 30 tháng 9, chị Hát nói là đi ra ngoài đổ rác, rồi tuyệt nhiên không quay lại. Linh tính chuyện chẳng lành, gia đình gọi điện cho chị Hát, thì không nhấc máy, kiểm tra đồ đạc. Thì tá hỏa phát hiện, con lợn đất tiết kiệm của con gái, chiếc iPad, cùng chiếc đồng hồ Rolex, đã không cánh mà bay. Qua trích xuất camera gia đình cho thấy, vào 19 giờ 32 phút, tối ngày 30 tháng 9, chị Hát xách theo hai túi rác, và kẹp một vật, nghi là chiếc iPad trên nách. Nói là đi ra ngoài đổ rác, rồi không quay trở lại. Trích xuất thêm camera an ninh tòa nhà, chị Hát đã xách hai túi ni lông vào phòng đựng rác tầng 26, ít phút sau quay ra, chỉ cầm theo một túi, và đi thẳng ra thang máy, xuống tầng 1. Tại phòng rác tầng 26, anh Linh cũng phát hiện mảnh vỡ con lợn đất tiết kiệm của con gái mình. Theo anh Linh, chiếc đồng hồ Rolex, anh mua tặng vợ từ năm 2015. Lúc đó mua với giá 12.000 USD. Con lợn tiết kiệm của con gái có khoảng 30 triệu đồng và chiếc iPad anh vừa mua 15 triệu đồng. Ước tính giá trị tài sản bị mất khoảng gần 300 triệu đồng. Ngay trong ngày hôm sau, ngày 1 tháng 10, gia đình tôi đã lên phường báo cáo toàn bộ sự việc để công an vào cuộc điều tra. Tôi được biết cô gái này đã từng ăn trộm đồ của một bạn vào ngày 24 tháng 9, anh Linh nói. Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Trung Khánh Tùng, trưởng công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị có tiếp nhận trình báo về việc người giúp việc lấy trộm đồ và bỏ trốn từ gia đình. Chúng tôi đã tiến hành xác minh, đến nhà anh Linh để thu thập chứng cứ, trích xuất camera, đồng thời báo cáo vụ việc lên công an quận Hai Bà Trưng để tiến hành xử lý, ông Tùng nói. Chồng lĩnh án tử hình, vợ chung thân vì giết chủ nợ rồi phi tang xác, mất khả năng chi trả số tiền 170 triệu đồng vay của bà Nga. Vợ chồng Dũng và Anh lên kế hoạch giết nạn nhân, rồi phi tang xác để xóa nợ. Ngày 29 tháng 9, tại chung cư C2, đường Dương Vân Nga, quận Sơn Trà, Tòa án Nhân dân Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động và tuyên Nguyễn Hùng Dũng, 49 tuổi, tử hình, vợ Dũng là Lê Thị Phương Anh, cùng chú phường Nại Hiên Đông, án chung thân, về tội giết người và cướp tài sản. Tại phiên tòa, Dũng khai, dùng sợi dây cột chó, để siết cổ bà Văn Thị Thanh Nga. Sau 5 phút, nạn nhân bất động. Trả lời hội đồng xét xử, Doanh cho biết, gia đình nợ quá nhiều, và bị chủ nợ truy sát, nên làm liều. Giết người để xóa nợ. Theo cáo trạng, Doanh vay bà Văn Thị Thanh Nga, 45 tuổi, ngụ phường An Hải Tây, số tiền 170 triệu đồng. Do mất khả năng chi trả, Dũng bàn với Doanh lên kế hoạch giết người, để xóa nợ. Sáng ngày 20 tháng 6, Doanh nhắn tin nhờ bà Nga, đi chợ mua giúp thức ăn, và qua lấy tiền nợ. Để dụ bà đến phòng 612,
khu chung cư C2, quận Sơn Trà, của hai vợ chồng. Trong lúc ngồi nói chuyện, với Oanh ở phòng ngủ, bà Nga bị Dũng dùng dây dù, siết cổ từ phía sau. Oanh dùng tay đè chặt hai chân, để bà Nga không chống cự được. Khi thấy bà Nga tử vong, Dũng dùng tấm vải, phủ lên thi thể nạn nhân, Oanh ra phòng khách, lục túi xách nạn nhân, lấy 5,6 triệu đồng, 3 điện thoại. Để đưa gia đình, đi thuê nhà nghỉ ở, và trả nợ. Phi tang xác nạn nhân xuống vịnh, để qua mắt cơ quan điều tra. Dũng, Oanh phi tang tư trang bà Nga, vào thùng rác của chung cư, rồi đưa xe máy nạn nhân, đi giấu ở bệnh viện Phụ Sản Nhi. Đến 17:30 cùng ngày, Dũng và Oanh về nhà, lấy dây thép, buộc tay chân nạn nhân, bỏ vào thùng xốp, rồi dùng dây cao su quấn quanh thùng. Khoảng 1 giờ, ngày 21 tháng 6, Dũng và Oanh dùng xe máy, đưa thi thể nạn nhân, đến cầu Mân Quang, quận Sơn Trà, đẩy xác xuống vịnh. Khoảng 4:30 cùng ngày, người nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang, phát hiện thi thể bà Nga, nổi trên mặt nước trong tư thế. Tay chân bị trói chặt bằng dây thép, mặt bị bịt bằng túi ni lông màu đen, nên báo cảnh sát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát hình sự đã bắt Oanh khi đến nhà xác bệnh viện Đà Nẵng, nơi lưu giữ thi thể nạn nhân, để nghe ngóng thông tin. Đến 15:30 cùng ngày, Dũng bị cơ quan điều tra bắt khi đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Ngô Quyền. Giận người cảnh, hàng ngàn con sâu lạ xuất hiện ở Bình Dương. Hàng ngàn con sâu, lớn bằng ngón tay, bò khắp trên cây và giữa đường, khiến đông đảo người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Theo đó, hàng ngàn con sâu, có thân hình to bằng ngón tay, màu xanh, xuất hiện dày đặc trên các hàng cây và dưới đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào hôm nay. Người dân địa phương cho biết, sâu lạ xuất hiện bất thường, với số lượng lên đến hàng ngàn con, bò trên cây dầu và giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn. Những con sâu to bằng ngón tay người, màu xanh ăn chuỗi lá cây, sau đó bò xuống đất. Theo quan sát, những cây dầu bị sâu ăn chuỗi lá, có dấu hiệu khô dần, có những cây sắp chết. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đơn vị này đã cử cán bộ xuống hiện trường để tìm hiểu xác định là loại sâu gì, để có biện pháp xử lý. Trước đó, trên địa bàn phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũng xuất hiện loại sâu như trên. Lúc bấy giờ, tiểu thương tại khu chợ gần nơi sâu xuất hiện đã phải tạm nghỉ bán vì sâu bò khắp chợ. Đại gia bí ẩn Đà Thành, một cú xuống tay chấn động dân chơi. Những giỏ lan đột biến gen, có màu sắc, hình dáng độc lạ, đang trở thành đối tượng săn lùng của các dân chơi. Những thương vụ mua bán lan tiền tỷ ở Việt Nam gần đây khiến nhiều người giật mình. Đại gia Đà Nẵng bỏ 6,8 tỷ mua gốc lan đột biến, 5 cánh trắng. Lan giã hạc, còn gọi là lan phi điệp, là loại lan có giá đắt tiền nhất hiện nay và cũng là loài lan được giới chơi lan săn lùng nhiều nhất. Ngày 27 tháng 9 năm 2018, một cây giã hạc đột biến, 5 cánh trắng, đã được một đại gia ở Đà Nẵng mua với số tiền 6,8 tỷ đồng. Nhiều người đam mê hoa lan rừng đều khẳng định cây lan này có mặt hoa, độc nhất vô nhị, hội tụ đầy đủ yếu tố của một bông hoa đột biến đẹp, độc đáo, chưa từng giống với bất kỳ bông hoa nào. Trước đó, nhiều vụ mua bán lan giã hạc đột biến 5 cánh trắng cũng khiến giới chơi cây cảnh xôn xao. Việc bỏ ra cả tỷ đồng để mua một cây lan đột biến khiến nhiều người nghi ngờ. Bởi giá của mỗi cây lan đột biến, từ cấy mô cũng chỉ từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Thực tế, thị trường phong lan những năm gần đây đã bị thổi giá khá nhiều, khiến cho những người đam mê lan thực sự khó có cơ hội để sở hữu những nguồn lan rừng đột biến quý hiếm. Hơn nữa, tại Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, lan đột biến cũng được trồng bạt ngàn. Theo hình thức công nghiệp, cho ra mặt hoa tương tự như dòng lan đột biến ngoài tự nhiên, nếu không phải là người am hiểu về lan thì khó có thể nhận ra được đâu là cây đột biến nhân tạo và thiên tạo. Các dòng lan đột biến được người dân cấy ghép trồng bạt ngàn với giá vô cùng rẻ. Nhiều người nghi ngờ cây giã hạc đột biến 5 cánh trắng vừa được bán với giá 6,8 tỷ đồng có nguồn gốc từ Thái Lan, bỏ 10 triệu mua củ cải khổng lồ Nhật về ăn dần. Củ cải Nhật Bản rất to và nặng, có củ nặng đến 2 kg, với giá bán lên tới 500.000 đồng. Loại củ cải này đang được giới nhà giàu Việt đặt mua về ăn, thậm chí có khách còn đặt mua tới 20 củ liền một lúc với giá 10 triệu đồng. Tại thị trường hàng sách tay, củ cải Nhật đang có giá khá cao, dao động 250.000 đến 300.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, củ cải Nhật đắt gấp 10 đến 12 lần
giá củ cải Việt Nam. Song các chủ hàng tiết lộ, dù giá thuộc diện đắt đỏ, nhưng củ cải Nhật vẫn được dân nhà giàu rất chuộng mua về ăn. Nhờ đó, có đầu mối bán cả tạ củ cải loại này mỗi tuần. Ngô nếp Nhật đắt gấp 30 lần, được nhà giàu Việt lùng mua. Ngô nếp luộc là thức quả sáng phổ biến, từ nông thôn tới thành thị bao năm nay, giá chỉ 3.000 đến 5.000 đồng bắp. Đã luộc chín. Còn ngô nếp sống, giá lại càng rẻ hơn, chỉ 1.500 đến 3.000 đồng bắp. Song mới đây, thị trường xuất hiện loại ngô nếp Nhật, khiến giới nhà giàu xôn xao, tranh nhau đặt mua về ăn, dù giá của loại ngô nếp này gấp 30 đến 50 lần giá ngô nếp Việt. Được biết, tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu cao cấp, ngô nếp Nhật giá 150.000 đồng bắp, mà hàng thì phải đặt trước cả vài ba ngày mới có.